Hello các bạn, chào mừng đến với Nhà Cú, mình là 7 Bình Bông. Trong video này thì 7 sẽ tổng hợp lại 17 những thay đổi chính đáng lưu ý ở trong phiên bản 3.5 đến với tất cả các bạn. Và đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi, ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Giờ thì chúng ta đến với intro nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai công thức mới cũng như là một cái loại nguyên liệu mới. Cái vị trí của NBC mua công thức đầu tiên các bạn sẽ dịch chuyển đến cái hình ấm trà này nhá. Ấm trà ở trên chỗ thành Sumiru đấy. Ok, vào trong các bạn sẽ tìm đến bà chủ quán. À đây. Công thức mới của chúng ta thì có một loại công thức mới thôi. Đó chính là cái món Tumbula. Nói chung là đây, trong này các bạn sẽ có công thức mới. Còn mấy công thức này là trước tôi chưa mua thì nó đã sẽ nằm ở trong này. Tiếp nữa thì ở cái bà chủ này các bạn cũng sẽ mua được một cái loại thực phẩm mới. Đây là một cái nguyên liệu để các bạn nấu ăn mới có ở trong phiên bản 3.5 này thôi. Đó chính là hạt cà phê. Các bạn sẽ mua hạt cà phê ở trong này. Công thức số 2 thì các bạn sẽ dịch chuyển xuống làng Ara. Từ cái điểm dịch chuyển này các bạn sẽ đi theo hướng này. Đây các bạn gặp anh chàng Azalai. Ở đây các bạn sẽ mua được một công thức mới. Ok, xong nha. Số 2 là về một số cái thành tựu mới. Đầu tiên là trong khu vực ký ức về trái tim thì các bạn sẽ có những thành tựu cập nhật mới có liên quan đến cô nàng Faruzan trong nhiệm vụ đồng hành của cô nàng ấy. Tiếp nữa là trong hành trình của thế giới muôn màu thì các bạn cũng sẽ được cập nhật một số cái thành tựu có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến của phiên bản 3.5 này. Số 3 là về danh thiếp, chúng ta sẽ có 3 danh thiếp mới. Số 1 là danh thiếp yêu thích của Dea, số 2 là danh thiếp của Mika và số 3 là danh thiếp nhật ký hành trình của mùa này. Tiếp theo là trong cái khung chat của chúng ta, cái phần sticker, chúng ta đã có thêm cái bộ tranh sticker Paimon số 21. Trong này thì đang có nhân vật là Yao Yao này, Hu Tao này, Yelan, Ninh Wang, Goba, A2 Tham. Rất nhiều nhân vật đáng yêu. Số 5, chúng ta đã cập nhật thêm 3 thẻ đồng hành mới, đó là Ella, Kokomi và Sarah, cũng như là cập nhật 2 cái bộ thánh di vật thẻ bài mới, đó là nón hoa Mỹ này và nón nguyên soái của chúng ta. Số 6 là ở cửa hàng lưu niệm Inazuma đấy. Đây, khu vực này thì các bạn sẽ có thể mua được cái trống của Ito ở trong này rồi. Đây cái trống của Ito. Nó sẽ có giá là 150.000 Mora nhá. Các bạn sẽ muốn mua ở đây. Đấy, ok nha. Và nếu như các bạn đã có trống của Ito rồi, các bạn hoàn toàn có thể mua cái thứ hai nhá. Bởi vì hai cái tên này nó khác nhau. Chịu luôn đi. Số 7 liên quan đến giao diện ấm trần ca. Bây giờ các bạn đã hoàn toàn có thể ấn vào hình ngôi nhà ở đây. Các bạn dịch chuyển thẳng vào vị trí đấy, không cần phải đặt cái điểm dịch chuyển ở ngay ngôi nhà của chúng ta. Rồi, các bạn sẽ đến ngay cửa nhà của mình thôi, rất là tiện. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một vài cái đồ trang trí mới ở đây. Đây, chúng ta đã cập nhật thêm hai cái loại đá mới đây, đá rêu phong và đá vụn vỡ. Bản vẽ trang trí các bạn kéo xuống bên dưới. Chúng ta đã cập nhật thêm vài cái đồ trang trí mới khá là đẹp. Thứ nhất là cái đu quay này. Thứ hai là mấy cái cầu thang gỗ nhìn lung linh đúng không? Số 8 là trong giao diện chỉ dẫn du hành ấy, các bạn sẽ có thêm cái mục nhận những lượt quay miễn phí khi mà các bạn đã làm xong cái nhiệm vụ ma thần. Mỗi một chương, mỗi một màn thì các bạn đều sẽ nhận được một viên quay như thế này. Đến hiện tại các bạn sẽ nhận được 21 viên. Ngoài ra còn có đá cường hóa này, cái ESP thánh dị vật và cái sách tím nữa. Số 9 là trong giao diện cường hóa thánh dị vật ấy, các bạn đã có thể là giữ chuột và các bạn tua những cái thánh dị vật các bạn muốn đập. Đấy, rất là nhanh chóng, không cần phải chọn từng món một. Cái này thì nó sẽ có lợi khi mà các bạn muốn lựa chọn những cái thánh dị vật mà các bạn muốn đập ấy. Thay vì là các bạn ấn đặt nhanh ở trong này đúng không? Các bạn chỉ cần tua phát là xong. Đấy, cường hóa lên. Easy đúng không? Meow. Meow. Trong giao diện của cường hóa vũ khí nó cũng y như vậy thôi. Các bạn chỉ cần tua như thế này là xong. Các bạn có thể là chọn những cái vũ khí mà các bạn muốn đập cho vào cường hóa. Chắc chắn là tôi sẽ không đập cái vũ khí này cho các bạn xem rồi, bởi toàn đồ ngon thôi. Số 10 trong giao diện La Hoàn Thâm Cảnh bắt đầu từ ngày 16 tháng 3, tất cả những cái búp của tầng 11 sẽ thay đổi bằng búp 75% sát thương nguyên tố hỏa. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai kỳ Uyên Nguyệt Chúc Phúc khác của cái phiên bản 3.5 này trước khi mà bước sang phiên bản 3.6. Hai kỳ Uyên Nguyệt Chúc Phúc đấy thì bảy tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sau nha. Số 11 là chúng ta sẽ có 3 cái loại nhiệm vụ mới. Thứ nhất là nhiệm vụ chính tuyến khi mà các bạn đã gặp lại Dan Slay và cũng như nói chuyện với cả Kea.
Nhiệm vụ số 2 là nhiệm vụ truyền thuyết của Dahiya. Các bạn sẽ theo chân cô nàng này đi tìm hiểu câu chuyện về cha của cô nàng đấy, và cuối cùng lại là cha nuôi. Và cuối cùng đó chính là cái nhiệm vụ gặp gỡ, nhiệm vụ đồng hành của Faruzan để các bạn có thể nhận được miễn phí 60 nguyên thạch nha. Số 12 là trên giao diện bản đồ khu vực Ainkida. Các bạn sẽ có thêm một cái đường đi nữa để vào trong hang. Cái đường đi này thì nó chỉ hiển thị ở trên map thôi, và nó không ảnh hưởng bất cứ một cái gì liên quan đến cái map hiện tại các bạn chạy nhá. Nó không ảnh hưởng gì, nó chỉ là tăng thêm hiển thị ở trên map thôi. Tiếp theo số 13 thì ở dưới khu vực ốc đảo Vĩnh Hằng ấy, các bạn sẽ không thể dùng cái la bàn tìm dương được nữa. Đây, trước thì các bạn ở dưới khu vực này các bạn vẫn có thể ấn được cái la bàn tìm dương, nhưng hiện tại ở dưới khu vực ốc đảo Vĩnh Hằng này các bạn sẽ không thể nào tìm được dương, dù là cái dương nó ở ngay bên cạnh các bạn. Đây, trước mặt chúng ta các bạn đều đã nhìn thấy có một cái dương ở đây rồi, thì các bạn cũng không thể là dùng được ở đây. Các bạn cũng lưu ý rằng là trong này nó sẽ có một vài cái dương á. Bảy tôi cũng đã làm cái video hướng dẫn các bạn lấy dương rồi, các bạn chỉ cần xem và lấy lại tất cả những dương trong này thôi là xong. Số 14 là đổi tên một vài cái thành tựu cũng như là một số cái danh thiếp thành tựu. Đầu tiên là cái bão cát sa mạc chúng ta đã chuyển thành Sumeru bão cát nha các bạn. Đây là cái danh thiếp này đổi tên này. Tiếp nữa là một vài cái thành tựu ở trong này liên quan đến sách ấy, thì nó cũng đã được đổi cái thứ tự hiển thị rồi cũng như đổi tên. Các bạn có thể là tự tham khảo ở trong thành tựu của bản thân mình. Số 15 là trong giao diện đạo cụ bồi dưỡng ấy, chúng ta sẽ đổi một số cái tên các bạn cần lưu ý này. Đầu tiên là nguyên liệu thiên phú nhân vật, tức là những quyển sách kiểu này này, nó sẽ có tên là nguyên liệu thiên phú nhân vật. Thứ hai, những cái ngọc như này nó sẽ ghi là nguyên liệu đột phá nhân vật. Và thứ ba, những cái nguyên liệu mà rơi ra từ quái ấy, nó sẽ đổi tên thành nguyên liệu bồi dưỡng nhân vật và vũ khí. Tức là nó chỉ có thêm một số cái danh từ, một số cái giới hạn nhân xưng thôi, chứ nó cũng không hề thay đổi bất cứ tác dụng gì của những cái nguyên liệu như thế này. Bây giờ là về sửa lỗi nhân vật. Đầu tiên là những nhân vật như là Yelan này, Sinquil này, rồi là Thoma đấy. Tất cả những nhân vật mà các bạn sẽ có nộ khi mà chúng ta thi triển. Nếu mà nhân vật đang trong một hoạt cảnh nào đấy thì nhà lữ hành sẽ xuất hiện một số cái hiệu ứng bất thường. Hiện tại thì đã không còn cái hiệu ứng như vậy nữa. Tiếp theo là sửa một số lỗi liên quan đến kỹ năng nộ của Yao Yao này và kỹ năng nguyên tố của Yao Yao. Có cái hoạt ảnh ném củ cải nó không đúng với thực tế. Tiếp theo là Sino thì sửa một số kỹ năng nộ. Nếu mà Sino gồng sói lên, con sói nó sẽ có cái hiệu ứng là biến to bất thường ở trong một số cái trường hợp nhất định. Tiếp theo là nhân vật Ella. Cái lỗi này bắt đầu từ phiên bản 3.3 rồi và đến bây giờ chúng ta đã được fix lại. Đó là khi mà các bạn thi triển kỹ năng E, cái trái tim băng giá nó có hiệu ứng bất thường khi mà chúng ta nhấn giữ, nó sẽ không có hiển thị cái trái tim băng giá lên nữa. Tiếp theo là năm nhân vật cuối cùng, đó là Sengling, Thoma, Senhi, Rosaria và Junjin. Tất cả những nhân vật nêu trên khi mà vũ khí đính kèm nguyên tố, bởi kỹ năng của những nhân vật đính kèm nguyên tố đấy, sử dụng tấn công khi đáp, nhảy xuống nó có hiệu ứng gán ấn bất thường cho kẻ địch. Hiện tại phiên bản 3.5 đã được sửa lại rồi nha. Số 17 là trong giao diện cầu nguyện tân thủ, các bạn chỉ cần tốn 8 cái viên màu xanh nước biển này để các bạn có thể cầu nguyện 10 lần. Nhưng mà nó sẽ yêu cầu các bạn phải có đủ 10 viên này thì nó mới cho các bạn ấn vào 10 lần cầu nguyện luôn. Từ phiên bản 3.5 này trở đi, các bạn chỉ cần 8 viên xanh này, các bạn sẽ có thể ấn vào cái cầu nguyện 10 lần luôn, không cần phải tích đủ 10 viên. Trên đây là tổng hợp những cái thay đổi chính đáng lưu ý ở trong phiên bản mới. Link chi tiết các thay đổi sẽ nằm ở phần bình luận ghim dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.